Chuyện chiến lang ở rể. chương 841 điểm cao nhất đương nhiên cũng là lựa chọn có hạn. Bản thân Minh Sùng là một người không thích nói chuyện với người khác, với sự chủ động của Hàn Húc, anh ta thể hiện vẻ khinh thường. Hàn Húc quê độ quá, cười khổ một tiếng rồi không nói gì. Sao còn chưa bắt đầu? Doãn Nhu bên cạnh cao mày nói. Bà rất trông mong Lê Văn Vân có thể thắng nhỉ. Họt giết lắc ly rượu vang trong tay rồi nói doãn nhu nâng mắt nhìn ông ta nói không phải mong chờ mà là cậu ta chắc chắn có thể thắng sau đó cậu ta sẽ thắng ông đưa tôi rời khỏi thành phố này ồ doãn nhu bà tính đi khỏi đây ư hàn húc hỏi thật ra bên ngoài cũng không tốt như bà nghĩ đâu nghe thấy cụ hàn nói chưa bên ngoài không tốt như bà nghĩ đâu hotzis cười nói doãn nhu hừ một tiếng không để ý hai kẻ người sướng người phụ họa này nữa đồng thời ở trong phòng của tòa cao ốc còn lại, ban công của tòa nhà này rất rộng, lúc này trên ban công cũng có 4-5 người đang đứng. Lâm Khả Hân, Lâm Chí Viễn, Chu Linh Linh và bố của Chu Linh Linh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả nhiên tôi đoán không sai, thằng nhóc đó chính là Lê Thanh, từng là số 0 của người gác đêm. Lâm Chí Viễn hừ một tiếng, cậu ta xuất hiện ở thành phố này sẽ lật tung nháo nhào cái thành phố này mất đây mới là người đàn ông mà bọn con thích chu linh linh nói hai người làm cha nghe xong thì thấy rất kỳ cục không biết vì sao lần này hotsis lại không tiến cậu ta đi trước kia sau khi cậu ta khiêu chiến thắng thánh chủ khu tây hotsis tiến cậu ta đi không khác gì thấy ôn thần lần này quy mô lớn như vậy hotsis lại không ngăn cản bố chu linh linh nói cảm giác chuyện này có hơi kỳ lạ đúng là vậy thật Tuy Hotzis không đặt ra quy tắc gì nhưng ông ta dường như luôn cố gắng giảm thiểu tranh đấu quy mô lớn thế này, dường như đang bảo vệ thực lực của khu tội ác. Nơi này tuy nói là nơi đại ải nhưng với nhiều người mà nói đây là đất hứa, cho dù là người gác đêm muốn nhúng tay vào cũng khó. Hotzis nắm quyền chỗ này rất kỹ, nhưng lần này cách làm của ông ta làm tôi không hiểu lắm, Lâm Chí Viễn nói. Lần trước Lê Văn Vân rời đi là chiến thắng thánh chủ phía Tây, lần này lại khiêu chiến với khu Bắc Làn này kết thúc khéo cậu ta lại phải đi khỏi đây. Bố Chu Linh Linh nói, hai cô con gái không có sức để ý họ, hai người trụm đầu ra nhìn, hướng họ nhìn ra là hướng đi từ phía đông sang phía bắc, đám Lê Văn Vân có thể sẽ đi từ đó sang. Khi nào mới tới vậy, Chu Linh Linh cau mày nói, cũng chưa chắc họ sẽ đến phía này, chỗ cửa khẩu này có không ít người của Lục Khiêm, họ mà cố gắng xông vào thì tổn thất có thể sẽ rất lớn, Lâm Chí Viễn nói người có năng lực bằng họ đến xem chiến cũng không ít, đương nhiên đa số đều là thế lực mũi nhọn của các khu, họ cũng có đủ người, đủ để bảo đảm mình không bị liên đội trong trận chiến này. Cách tòa nhà này của họ khoảng chừng 18 mét, lúc này có ba người vừa lên đến sân thượng. Họ là ba người Lý Thu, Phạm Nhược Tuyết, Trương Văn Hà. Sau khi rời khỏi đường bần dân, họ nhanh chóng tìm một chiếc xe rồi đến nơi này trước. mươi 842 chiến trường siêu cấp không phải ở đây nơi giao nhau giữa khu Bắc và khu Nam có một con đường lớn, lúc này ngay trên con đường đó đang tụ tập rất nhiều người, ngay nơi giao nhau, một gã đàn ông vạm vỡ đang cầm hai cây chùy đứng sừng sững. Người này ở khu tội ác, ở thế giới ngầm đều có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, anh ta là cao thủ đắc lực dưới tay lục khiêm, tên là Lôi Trùy. Lôi Trùy, đứng thứ tư địa bảng, ngày trước chỉ có Lê Văn Vân, Lâm Thiếu Hoa và Phất Lai. Anh ta tay cầm chùy đứng giữa đường, nhìn người đi từ xa đến, anh ta liếm liếm môi, trên mặt thoáng vẻ hưng phấn. Ở một nơi không xa, Đào Ba và Lê Văn Vân dẫn theo đoàn người từ từ đi tới, tầm mắt dừng lại trên cặp đạo phá không và vô danh trên vai Lê Văn Vân. Người của Đào Ba nhanh chóng tới gần, còn cách khoảng 50 mét, Đào Ba phất tay, mọi người dừng lại. Đạo Ba, thứ hèn kém ở đâu tới thế? Sao mày dám khiêu chiến với lão đại của bọn tao? Lôi trùi cười hừ một tiếng trong tay anh ta là một điếu xì gà to tướng, anh ta rít một hơi thật mạnh, khói thuốc lởn vờn. Những người đi cùng đạo ba ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, người của Lục Khiêm dường như cũng đã được động viên, họ không hề có chút sợ sệt nào, ngược lại, trên mặt họ cũng mang theo sự mừng rỡ. Sau khi Lê Văn Vân tới, anh không hề nhìn về phía những người đằng trước, mà rời tầm nhìn của mình lên trên cao, trên sân thượng của một tòa nhà ba tầng bên cạnh anh, có bốn người đang đứng ở đó. Lục Khiêm, Alan Gilbert, Giản Hưng, còn có Bùi Ninh Tùng. Khi ánh mắt của Lê Văn Vân dừng lại nơi Bùi Ninh Tùng, trong mắt anh, toát đầy sát khí. Bùi Ninh Tùng thấy ánh mắt của Lê Văn Vân, cả người không nhịn được mà hơi run rẩy. Lê Văn Vân, dám chiến một trận không? Lục Khiêm nhìn Lê Văn Vân, nói với. Vẻ khiêu khích. Phía đào ba lần này khí thế rất kiên định một phần còn có nguyên nhân khác chính là có sự gia nhập của Lê Văn Vân, họ không nhìn thấy diện mạo của lê văn vân nhưng có thể nhìn thấy hai thanh đao trên lưng anh đó là đạo xuất hiện trên tập phổ về vũ khí họ đều nhận ra cả lê văn vân nhìn hoàng thi kỳ bên cạnh đội trưởng đội phó cố bạch lúc này nhìn sang hai người nghiêm túc nói cẩn thận tôi đợi hai người quay lại lê văn vân vỗ vỗ vai anh ta lại nhìn hoàng thị kỳ nói đi thôi tiếp theo đó anh và hoàng thị kỳ nhảy lên đáp xuống sân thượng xông thẳng về phía lục khiêm Bốn người lục khiêm cười hừ một tiếng, bọn họ nhanh chóng nhảy khỏi sân thượng, cách xa nơi đó ra, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo. 20. Chiến trường siêu cấp không phải ở đây. Chiến đấu giữa siêu cấp với nhau tạo nên tiếng vang rất lớn, có thể sẽ tạo thành nhiều tổn thất không đáng có, cả người của mình cũng có thể bị ảnh hưởng nặng. Thấy mấy người họ bỏ đi, người của Minh Giáo nhìn về phía đao ba, phát hiện đao ba không hề đi theo, trên mặt của mọi người ở minh giáo đều toát ra vẻ mừng rỡ ở phía họ vẫn còn lại một người thuộc hàng siêu cấp chiến đao ba không lắm lời nữa anh ta rút thanh đao to bự của mình ra cả con đường này hôm nay định sẵn sẽ có máu chảy thành sông giết thanh đao dài của đao ba chỉ về phía trước hét to một tiếng bụp cùng lúc cách đó mấy trăm mét một tiếng sượt nhỏ vang lên trong không trung lý thu bóp cò bắn ra phát súng đầu tiên của cuộc chiến Chương 843, lựa chọn khác nhau mà thôi. Lôi Trùy ngơ ngác một chút rồi cả người ngã ngửa ra sau. Chiến trận chỉ vừa bắt đầu mà hạng bốn địa bảng là Lôi Trùy đã chết tươi. Đây chính là thần bắn tỉa của người Gác Đêm. Lúc còn trung cấp, anh ta đã từng đả thương Hotxis, chỉ cần có chỗ cho anh ta phát huy, đừng nói là đỉnh cấp, có là siêu cấp thì anh ta cũng có thể tạo ra phiền phức nhất định. Người của hai bên bắt đầu lao vào nhau. Người bên phía minh giáo lúc này đều kinh hãi, nhưng rất nhanh trên mặt họ dần hiện lên vẻ hưng phấn. Một phát súng này của Lý Thu phối hợp hoàn hảo với đạo ba, trong mắt mọi người, đao ba rút đao, sau đó lôi trùy hạng tư địa bảng chết ngay tức khắc ở phía đối diện, vậy nên người của minh giáo đều cho rằng là do đao ba, cách 50 mét, đao ba vậy mà lại có thể khiến tôi trùy chết ngay lập tức. Quả nhiên không hổ là lão đại của chúng ta. Mọi người xông lên cho tôi cái chết của lôi trùy không hề làm cho khí thế của mọi người phía khu bắc trùng xuống rất nhanh đã có người đứng ra chủ trì đại cục chiến đấu quy mô lớn thế này chết người là thường tình người của hai bên nhanh chóng cọ sát với nhau choang 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 đám người bắt đầu tản ra cuộc chiến nhanh chóng giãn cách kéo dài ra cả con đường thậm chí là cả khu phía bắc trên lầu cao lý thu vừa bắn xong một phát súng thì không quan tâm phía đó nữa mà vội vàng nói, mau tìm vị trí của lão đại. Trương Văn Hà cầm kính viễn vọng, không ngừng tìm kiếm. Lúc này, những kẻ đang quan sát cuộc chiến trên cao đều kinh hãi tột độ. Ở thành phố này, đã rất rất lâu rồi mới có một cuộc chiến quy mô lớn thế này, bây giờ khi bắt đầu giao đấu, vẫn không thể khiến người khác bình chân như vậy. Sau khi chiến trận bùng lên, Thanh Mộc Tinh Tử và Ilimi thêm cả cao thủ của khu phía Bắc đều bắt đầu đuổi giết về phía trang viên của Lục Khiêm họ muốn đến nơi đó tìm người thân của mình. Mà ở một nơi khác, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đang truy đuổi không ngừng nghỉ phút giây nào. Hai phe không ngừng nhảy vọt qua những tòa nhà. Lê Văn Vân sau khi thấy khoảng cách giữa hai bên đã đủ xa, anh bèn nâng chân lên một nấc, đồng thời rút đao phá không trên lưng ra, bay một mạch về phía trước. Choang! Ellen Hibbert cũng rút đao trên lưng ra ngay lập tức, che chắn thân sau. Giữa chúng ta không sống thì chết, các người muốn giết tôi, tôi cũng muốn. Đâu, Lê Văn Vân lạnh lùng nói. Kha kha, không hổ danh từng là số không của người gác đêm. Ellen Hubert nói, vẫn tự tin như ngày xưa đấy nhỉ. chương 844, không phải bà cảm thấy cậu ta có thể thắng sao? Phó Chí, từng là hạng 6 thiên bảng, một trong số những người từng bị người gác đêm ban huyết sắc lệnh, nhân vật mạnh nhất của thế hệ trước của Hồng Nguyệt. Không ngờ lão già này vẫn còn sống năm tháng ông ta mất tích cũng phải lên đến con số 30 năm, tính theo số tuổi, ông ta không nhỏ hơn Lý Đông Giã bao nhiêu. Thấy người này xuất hiện, sắc mặt Lê Văn Vân bất giác hơi sầm lại, chuyện này có hơi khác so với thông tin anh nhận được. Phải một trọi ba ư, Lê Văn Vân thở dài một hơi, trên thực tế, lúc anh đến đây cũng nghĩ đến khả năng này, cũng chuẩn bị tâm lý hết cả. Hoàng Thi Kỳ thở mạnh, tôi, có thể đương đầu với hai tên, nhưng không biết được bao lâu hai người ư lục khiêm cười như không cười nhìn hoàng thị kỳ nói em gái cô đề cao mình hơi quá rồi đó bùi nghinh tùng cô nhóc này có lẽ vừa lên siêu cấp thôi giao cho ông không thành vấn đề chứ elon bất hỏi bùi nghinh tùng giật khóe miệng nhưng vẫn cắn răng ông ta móc ra một viên được màu đỏ nhét vào miệng mình sau đó lê văn vân cảm nhận được khí thức của ông ta đang tăng lên không ngừng thậm chí là đạt đến mức siêu cấp ông ta là một tên nguy siêu cấp có thể dựa vào thuốc đặc chế của Hồng Nguyệt mà nâng cao mức độ của bản thân tạm thời, nhưng khoảng thời gian này chỉ có nửa tiếng mà thôi. Nhiều nhất là nửa tiếng thôi, Bùi Nghênh Tùng nói. Nửa tiếng, bốn người chúng tôi giải quyết Lê Văn Vân cũng đủ rồi. E lần, Lê Văn Vân đứng đó, anh thở thật chậm. Sau đó tay phải đặt lên lưng, đau vô danh cũng chậm chậm được rút ra. Thực tế tôi bây giờ cũng không biết tôi mạnh đến mức nào, Lê Văn Vân vừa rút đau vừa nói, vừa hay, có thể lấy các người ra làm thử nghiệm. Nói xong, anh rút đạo, chỉ về phía trước, tiếp tục nói, vì vạn vật đang còn hộ hấp ngoài kia. Chiến. Bên cạnh, Hoàng Thi Kỳ cũng rút đao lam tinh ra, đồng thời cũng niệm khẩu hiệu theo Lê Văn Vân, kiếm chỉ tới đâu tim ta ở đó. Dù cho họ đã rời khỏi người gác đêm, nhưng giờ phút này, họ vẫn không nhịn được mà thốt ra câu này. Chiến không lùi bước. Khắc tiếp theo, hai người hét to một tiếng, một tiếng này như là một tín hiệu, hai đánh năm, hai người đều không chọn lùi bước mà trực tiếp bay lên phía trước. Đối thủ của cô là tôi, Bùi Nghênh Tùng rút hai cây dao găm ra, khí thế dồn về phía Hoàng Thị Kỳ, mà bốn người còn lại trực tiếp bay về phía Lê Văn Vân. Ở trên sân thượng không xa, đám người Hotzis đang ngồi đó, lúc này bao gồm Minh Sùng, đều đứng dậy, họ đều cầm kính viễn vọng để xem chiến trường ở nơi xa. Đám người này chẳng vui gì cả tôi còn tưởng sẽ đánh nhau kịch liệt lắm chứ, Doãn Nhu đột nhiên nói. Họ đang quan sát chiến trường siêu cấp bên dưới, kết quả họ phát hiện, chiến trường bị mở rộng ra một khoảng rất lớn, đang tàn dần ra cả khu phía Bắc, nhưng người ra tay mạnh lại rất ít, đại đa số vẫn đang xung đột nhẹ. chương 845 đúng vậy, họ quả thật hơi kinh sợ. Ông ta vừa nói xong, đột nhiên phát hiện kính viễn vọng trong tay mình đã bị giật mất, ông ta vừa quay đầu nhìn, phát hiện một ông lão đeo kính dâm không biết xuất hiện bên cạnh ông ta lúc nào, giật lấy kính viễn vọng của ông ta, nhìn theo hướng Hotzis nói, vừa nhìn vừa mắng, mẹ bà nó chứ, chém gió vẫn là mày nhất, cũng không biết là ai, năm năm trước chẳng dám hó hé gì trong lúc máy bay chắc nhất ô xoay vòng trên trời. Hotzis cũng không giận, nhìn ông lão đeo kính dâm một cách quái lạ, lão già, lão đến rồi đấy à. Đúng vậy, người đã đến và đang quan sát Lê Văn Vân chính là lão già bịp bợm kia. Triệu Chỉ Nhu cũng đứng kế bên ông ta, cô ta thúc giục, ông nội, cho con xem với. Bốn người đánh một người thật, lão già mắng một câu, đúng là vô liêm si. Ông ta vừa nói xong, Triệu Chỉ Nhu đã giật mất kính viễn vọng trong tay ông ta. Lão già nhìn Minh Sùng, cười nhẹ, cậu Minh, trông con bé hộ tôi. Minh Sùng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Lão già xoay người, đi xuống dưới. hotxi cao mày, ông tính đi đâu? đó là cháu rể của tôi mẹ nhà nó đám này chơi xấu đột nhiên có thêm người tôi cũng phải tham dự vào chứ. lâu lắm chưa giãn gân cốt rồi lão già nói vươn vai một chút mặt hot sis hơi biến sắc nhìn minh sùng ở kế bên thấy minh sùng không ngăn cản ông ta cũng không nói gì cùng lúc phía bên kia trương văn hà nhìn quanh bốn phía một khoảnh khắc nào đó sắc mặt cô ấy khẽ biến tìm thấy rồi nhưng ngữ khí của cô ấy cũng trở nên khá là nghiêm trọng Sao thế? Phạm Nhược Tuyết chật một nhịp tim. Lê Văn Vân đang bị bốn tên siêu cấp vây đánh. Trương Vãn Hà nói. Gì cơ? Phạm Nhược Tuyết biến sắc. Lý Thu giật kính viễn vọng trong tay Trương Văn Hà qua. Anh ta nhanh chóng tìm kiếm. Nhìn thấy Lê Văn Vân trong kính viễn vọng. Anh ta xác định vị trí rồi lập tức bắt đầu tìm quanh. Đi theo tôi. Tiếp theo sau. Anh ta hất cổ tay một cái. Cây súng bắn tỉa đã được vác gọn trên lưng. Nhanh chóng xông về phía cầu thang anh ta phải nhanh chóng tìm một chỗ để bắn, bất kể là có giết được siêu cấp không, ít nhất cũng có tác dụng làm xáo nhiều nhất định, giúp Lê Văn Vân giảm bớt áp lực. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà vội vã đi theo. Lâm Khả Hân cũng chú ý thấy cảnh này, hai cô gái nhất thời sợ xanh mặt. Một đánh bốn ư, Lâm Chí Viễn cũng nín thở theo, không hổ là thiếu niên thiên tài khí phách của năm năm trước. Lần này, Chu Linh Linh và cả Lâm Khả Hân đều không cầu xin bố mình đi giúp đỡ nữa bởi vì chiến đấu ở mức đó thì bố họ cũng không thể tham gia phải thắng đấy hai cô gái khẽ nói cả khu bắc lúc này ngập tràn tiếng gào thét chém giết người xem đánh chiến cũng không ít nhưng mục tiêu của họ là cùng một phương hướng trong kính viễn vọng ở nơi đó chân khí bùng nổ mọi kiến trúc xung quanh như thể đều đang rung lên cút đi hoàng thi kỳ chém đao lam tinh trong tay tới muốn chém văng bùi nghinh tùng ra bùi nghinh tùng bị chém ra xa Hoàng Thị Kỳ muốn gia nhập vào đoàn hỗn chiến bên cạnh, nhưng lúc này, Bùi Ninh Tùng nhanh chóng sắp tới, ông ta không liều mạng với Hoàng Thị Kỳ, tạm thời ông ta đã tới siêu cấp, kéo chân cô ta không có gì quá khó. Bên cạnh họ, đoàn hỗn chiến 5 người lúc này có tốc độ rất nhanh, đao phá không xoay vòng trên không chung, Lê Văn Vân tay cầm đao vô danh, đối diện với 4 tên siêu cấp, anh phải đỡ trái tiến. Dưới sự bao vây của bốn tên siêu cấp, Lê Văn Vân lúc này dường như cũng chỉ còn đường đỡ đòn, trong mắt bốn người kia lúc này đều thể hiện rõ sự kinh ngạc. Đúng vậy, họ quả thật hơi kinh sợ. Đây là bốn siêu cấp bao vây một người, Lê Văn Vân thế mà. Lại chống cự được. Anh còn chưa tới 30 tuổi, Lê Văn Vân trong tương lai sẽ còn đạt tới mức độ nào, họ khó mà lường được. Mọi người, đừng ai nương tay đấy. Lúc này, Ellen Hibbert lạnh lùng lên tiếng, kéo thêm nửa tiếng nữa, đợi đến khi bùi nghinh tùng không chống bố hơn đó, Giản Hưng hừ một tiếng, anh ta thở mạnh một hơi, chân khí ảo ạt tràn ra khắp thanh kiếm ngay lập tức. Lê Văn Vân, đỡ một đạo của tôi. Giản Hưng cười khẩy, anh ta lúc này nhanh tựa sấm chấp, trong chốc lát đã đến trước mặt Lê Văn Vân, chém một nhát xuống. Chân khí đáng sợ làm không khí xung quanh như bị bẻ cong. Audio điện tử võ tấn bền. chương 846 mọi người đều là siêu cấp. Bỗng chốc ông ta dường như cảm nhận được gì đó, xoay người đấm một cái sang bên cạnh. Bùm! Lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh ông ta, nắm đấm hai người đụng nhau, chân khí trào ra, đèn đường bên cạnh bị lật bay đi ra xa. Là ông, lão già bịp bợm rút tay về, cao mày, ông muốn gì? Đứng trước mặt ông ta là một tên đầu chọc, ông ta cũng rút tay về, thấp giọng nói, thí chủ, xin lỗi, nếu ông muốn tham dự trận chiến thì phải qua cửa của lão phu trước đã hửm, lão già bịp bợm tháo kính xuống, nheo mắt nói, sao thế, ông cũng có thủ với cậu nhóc đó à? Tôi và cậu ấy không quen biết, chỉ là tôi từng nhận ân huệ của Phất Lai, phải trả nợ ân tình cho ông ấy. Đầu chọc nói, hòa thượng chết tiệt, lão già bịp bợm cau mày. Ngay lập tức, ánh mắt hai người đều nhìn sang phía Lê Văn Vân, lão già bịp bơm kinh hãi nói, đây là... Chắc nhất mình tới à, lão già bịp bợm hết cả hồn, xoay người toan chạy, sau đó lắc đầu nói, không đúng, đây không phải khí tức của Trác Nhất Minh, chẳng lẽ là của cậu ta. Đồng thời, trên sân thượng, Hotzis đang dùng kính viễn vọng để quan sát, nhất thời sắc mặt cứng đờ lại. 27 tuổi, 27 tuổi, mà cậu ta đã vào được cảnh giới này. Ông ta thấp giọng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Doãn nhu cao mày, ông có ý gì? Bà ta tỏ vẻ lo âu. Hotzis không trả lời, mà nhìn sang bên cạnh, ông ta phát hiện Minh Sùng ở bên cạnh đang khẽ cười, bởi vì rất ít khi cười, nụ cười của Minh Sùng trông vô cùng sượng sao, nhưng quả thật, anh ta đang cười. Bên kia, khí thế Lê Văn Vân đang tăng không ngừng, một tiếng gào của anh như thể tiếng rồng gầm. Chân khí bùng nổ một cách khủng bố, bốn người tấn công anh đều gặp ảnh hưởng nhé. Phá không, Lê Văn Vân gằn lên một tiếng, phá không xoay vòng mà tới, xông thẳng tới truy sát giản hưng. Choang, đạo trong tay giản hưng và vào đao mang đầy chân khí của lê văn vân ngay sau đó anh ta bị văng ra xa như đạn pháo bum anh ta rơi xuống trên nóc một tòa nhà tường bị đập mạnh tới nỗi lún vào trong ngay sau đó giản hưng khó tin mà xông ra lại sao có thể sao anh ta có thể thắng tôi trong khi cách một khoảng không như vậy lê văn vân không nghĩ gì nhiều lúc này anh đã tập trung hết khí thế trạng thái của mình đến tầng cao nhất nhưng đối mặt với anh cuối cùng vẫn là bốn tên siêu cấp để đạt đến mức bất bại, dường như cũng đã đến giới hạn của Lê Văn Vân. Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã đến mức này, phó vũ thầm thì hôm nay tôi liều chết cũng phải khiến cậu bỏ mạng tại đây. Choang, 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 tiếng binh khí va nhau lần lượt vang lên trong không khí, sắc mặt Lê Văn Vân trầm xuống, anh đang đợi, đợi một thời cơ, một thời cơ giúp anh chuyển từ thủ sang tấn công. Ở đây, cách chỗ họ chiến đấu khoảng 1.000 mét, trên nóc nhà một tòa nhà cao 12 tầng lầu, Lý Thu cả chán mồ hôi mồ kê nhảy lên nóc tòa nhà, anh ta móc kính viễn vọng ra xác định phương hướng, sau đó nhanh chóng lấy súng bắn tỉa ra đặt lên. Anh ta thở chậm rãi, sờ sờ bên cạnh. Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà móc ra kính viễn vọng, hai người đứng sát bên Lý Thu, họ không dám nói gì, bởi vì sợ làm phiền Lý Thu. Hô hấp của Lý Thu như ngưng lại, suốt cả hai phút, anh ta không nói câu nào. Súng bắn tỉa trong tay đang ngắm chuẩn phía trước, nhưng anh ta vẫn chưa bóp cò súng. Lê Văn Vân cần một mốc phá vỡ cân bằng, chính là phát bắn tỉa của Lý Thu. Ngày trước để đả thương Hotzis, anh ta cũng cần một sự trùng hợp nhất định. Mà lần này quá khó để có thể bắn một phát trúng ngay một người đang trong trận đấu siêu cấp, cơ bản là khó mà ngắm chuẩn. Hơn nữa cách cả hơn 1.000 mét, đạn bay cũng cần thời gian nhất định. Anh ta vẫn không bóp cò. Được không vậy, Phạm Nhược Tuyết thấy Lê Văn Vân đang một trọi bốn ở phía trước, hơi nóng lòng. Phù, phù. Cuối cùng, một mốc thời gian đã tới, Lý Thu vẫn luôn nín thở đột nhiên thở mạnh một hơi. Búp, khoảnh khắc sau đó, anh ta cuối cùng cũng bóp cò. Một viên đạn đặc biệt bay ra từ nòng súng bắn tỉa của anh ta. Bay ra cả ngàn mét. mươi 847 ông ta lúc này rất muốn bỏ chạy. Chảm chữ thập một trong những tuyệt chiêu của Lê Văn Vân. Cả người anh lúc này cũng di chuyển với tốc độ nhanh cực độ. Đạo quang chưa tới, anh đã đến sau lưng Phó Vũ. Trên gương mặt già nua của Phó Vũ bây giờ toàn là sự kinh hãi, hô hấp của ông ta đã dần dừng lại, cả người rơi tự do xuống dưới đất, cơ thể dần dần bị chia thành bốn phần. Rơi tán loạn xuống dưới. Siêu cấp, hạ tuồng. AF. Trên thế giới này, số lượng siêu cấp là rất ít, theo suy đoán của Lê Văn Vân, cộng thêm 12 người thiên bảng, cộng tất cả lại có lẽ cũng không quá 20. Muốn bước qua ngưỡng cửa này là quá khó quá cần tài năng bẩm sinh. Mà bây giờ, trong đời của Lê Văn Vân đã có 3 tên siêu cấp chết trong tay anh. Từ thành chủ khu Tây của 5 năm trước đến Lý Đông giá cách đây không lâu, đến bây giờ là phó vũ. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Ánh mắt anh nhìn Giản Hưng và mấy tên kia đang sợ hãi nơi xa bình tĩnh nói, hôm nay, vẫn còn ba tên siêu cấp sẽ bỏ mạng tại đây. Cân bằng đã bị phá vỡ. Bốn tên bao vây anh đã áp chế anh trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ là áp chế, thậm chí muốn giết anh cũng khó mà làm được. Hơn cả, trong bốn người đó hiển nhiên Phó Vũ là mạnh nhất. 30 năm trước, ông ta đã là hạng 6 thiên bảng, 30 năm sau, tuy rằng ông ta không trở thành một sự tồn tại như đem hay Hotseas, nhưng ông ta cũng chắc chắn có tiến bộ, thậm chí còn mạnh hơn Hubert một chút. Cái chết của ông ta khiến cho sự cân bằng này bị phá vỡ, từ bốn người bao vây biến thành ba người. Lê Văn Vân còn kiên trì được trong tình huống bốn người, ba người thì anh càng không có áp lực. Lúc này, Ellen Hubert, Giản Hưng, Lục Khiêm đều đang thầm kêu gào tuyệt vọng. Lúc Lê Văn Vân như mầm non mới nhú, Ellen Hubert đã đứng ở vị trí thứ sáu thiên bảng. Lê Văn Vân lúc đó thành danh chỉ sau một cuộc chiến, lấy được huân chương tinh diệu, nhưng Lê Văn Vân của lúc đó chỉ là đỉnh cấp, nên lấy được huân chương đó thì nổi danh ở người gác đêm cũng có trùng hợp nhất định. Lê Văn Vân sau này lại ghi danh sử sách lần nữa, lại là với chiến tích khiến chiến thành chủ khu Tây siêu cấp của khu tội ác trong khi anh chỉ mới đỉnh cấp. Sau này, anh biến mất 3 năm, cả thế giới tưởng chừng anh đã chết, thậm chí đến cả người gác đêm hoa hệ cũng nhường vị trí số 0 của anh ra. Sau đó, anh lại xuất hiện, xuất hiện dưới tầm mắt của mọi người, một là chiếm được hạng hai địa bảng, sau đó là chiến với hai tên siêu cấp. Lần trước đối diện với hai siêu cấp, Lê Văn Vân gần như chết tới nơi. Mà lần này chỉ mới chút thời gian trôi, Lê Văn Vân lần nữa gặp họ, đã một trọi bốn nhưng lại không hề thua kém. Tay bắn tỉa đó là số 12 của hoa hệ các người sao? Ellen Hubert hỏi, số 12 của người gác đêm hoa hệ là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt anh ta là người duy nhất dựa vào thân phận cao cấp mà dấn thân vào hạng 12 của người gác đêm, dựa vào tài bắn tỉa của anh ta. Tốc độ tiến bộ của Lê Văn Vân là quá nhanh, khiến người khác phải há hốc. chương 848, bà quyết định rồi ư. Cũng không phải không có cơ hội đối phó cậu ta. Ellen Hibbert cắn răng, sau đó khi thế bộc phát từ người ông ta từ từ tăng lên. Tần tử cuồng dũng, Lê Văn Vân hơi nheo mắt lại. Sắc mặt giản hưng và lục khiêm hơi thay đổi, Khí thế của Hubert đang tăng nhanh, ông ta nhìn hai người rồi nói, "Tôi đánh đầu, hai người theo sau, hôm nay tôi có chết cũng phải giết thằng quắt này tại đây." Nói xong, ông ta hừ một hơi, vì vạn vận đang hô. "Ông cũng xứng nói câu này sao?" Ánh mắt Lê Văn Vân lạnh đi, đạo phá không xoay vòng bay đến, cả người anh cũng nhanh như chớp, trong chốc lát bay vụt về phía Hubert. Vụt. Ngay lúc này, lại một viên đạn khác sượt trong không trung, lần này mục tiêu của anh ta là Lục Khiêm lục khiêm mặt đổi sắc vội vàng dùng thanh đao trên tay chặn lại đập lên viên đạn Choang! viên đạn và lưỡi đao chạm nhau phát ra tiếng động lục khiêm đã chặn được một phát súng nhưng ánh mắt của ông ta không nhẹ nhõm đi mà là cảnh giác nhìn từ phía lý thu đang trốn ở nơi kín đáo đã tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho họ sau khi bắn chúng phó vũ bởi vì họ không biết phát súng tiếp theo sẽ đáp đến lúc nào sân thượng tòa nhà khu bắc Doãn Nhu đang cầm kính viễn vọng nhìn quanh, bà ta nhìn thấy Lý Thu đang đứng trên sân thượng một chỗ khác, nuốt nước bọt, đây chính là tên trung cấp đã làm ông bị thương năm xưa ư. Tôi bị phát bắn tỉa của cậu ta làm bị thương là có nguyên nhân cả, Hotsis nói, bà không hiểu, nếu không phải tôi chủ động muốn thử xem cậu ta có thể làm tôi bị thương không thì tôi đã có thể dễ dàng chặn lại, cho dù là tôi chủ động đi thì cậu ta cũng chỉ có thể làm tôi rách ra là cùng. Doãn Nhu hơi nheo mắt, bà ta nói, người gác đêm bị đuổi, Thế mà lại thú vị, năng lực của tiểu đội trưởng này có thể chống cho cả hệ người gác đêm rồi. Người siêu cấp mạnh như Lê Văn Vân, Hoàng Thị Kỳ cũng đạt đến siêu cấp, còn có siêu cấp thần bắn tỉa đang náu ẩn mà vẫn có thể tạo nên uy hiếp, tôi mà gia nhập. Ông nghĩ xem với sự xuất hiện của thế lực này, người gác đêm có còn dám hạ huyết sắc lệnh nữa không? Hotzis cao mày, bà quyết định rồi ư? Ông nói xem, Doãn Nhu nói, Hotzis, ông đừng chém gió nữa, nếu ông bị bao vây bởi bốn người như thế ông có làm được như Lê Văn Vân không? Ở chỗ khác, đám Lâm Khả Hân đang trên sân thượng có thể nhìn rõ cảnh tượng này, Lâm Khả Hân hưng phấn đến nỗi hét lên, Chu Linh Linh nói, không hổ là Lê Thanh, một trọi bốn mà còn giết được một người. Chuyện, gì thế này, sao ông già đó lại đột nhiên bay ngược lại, Lâm Chí Viễn ngơ ngác. Bởi vì cách quá xa, họ không rõ tình hình, họ cũng không thể hiểu rõ tình hình Lê Văn Vân như đám hot sis. Lâm Khả Hân lại nói, bố, bố chưa nghe qua sao. Bên cạnh Lê Thanh có mười mấy trợ thủ, trong đó có một thần bắn tỉa, năm năm trước đã từng đả thương Hot Đúng vậy, đây chính là năng lực của thần bắn tỉa, hình như tên Lý Thu gì đó, Chu Linh Linh hưng phấn nói. Cả khu Bắc vẫn vang vọng tiếng chém giết. Trong một tòa nhà, Cố Bạch cùng với Trần Tiêu và Đạo Ba đã giết đến nơi, trên người Cố Bạch và Trần Tiểu Toàn là máu tươi, so ra thì trên người Đạo Ba rất sạch sẽ đại đa số người đều cho rằng anh ta là siêu cấp, không ai dám ra tay với anh ta. chương 849, tôi sẽ không để chúng tiến gần tới anh. Bên kia, trên sân thượng, lúc này đang gai gâu. Bên cạnh họ là một hàng người, hàng người này có 6 người, có nam lẫn. Nữ, trên người họ đều tóc vàng mắt xanh, nửa mặt dưới đều đeo mặt nạ đen, y hệt như mặt nạ của đám phạm nhược tuyết. Trên người họ là quần áo đặc chế của người gác đêm, trên vai là hai thanh đao, đây chính là người gác đêm hệ Europa. Từ lúc trận chiến này bắt đầu, ngài Elon đã dặn chúng tôi đi tìm thần bắn tỉa của Hoa Hệ, cuối cùng cũng tìm ra các người, một trong số họ bình tĩnh nói, anh ta rời ánh mắt sang Phạm Nhược Tuyết, bác sĩ Phạm số 7 Hoa Hệ, cô đã từng đến Europa, chữa trị cho chiến hữu của chúng tôi với y thuật cao thâm của mình. Ánh mắt Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng, giờ phút này cô không còn dùng đến dao phẫu thuật của mình nữa, mà rút hai thanh đao trên lưng xuống văn có thể cầm bút kê toa, võ có thể cầm đao chém thuồng luồng. Đây là một câu bình phẩm của người gác đêm hoa hệ dành cho Phạm Nhược Tuyết, cô không chỉ là bác sĩ của toàn thế giới, đồng thời còn là số 7 của người gác đêm. Mặc cho cô rất ít khi động đao, nhưng không đại diện cho việc cô không thể động đao. Cứ để đằng sau cho tôi với Vãn Hà, Phạm Nhược Tuyết nói tôi sẽ không để chúng tiến gần tới anh. Lý Thu khẽ gật đầu, mắt anh nhắm thẳng về phía Lê Văn Vân. Không nhìn về sau dù chỉ một chút, đây là sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho hai chiến hữu của mình. Ảo tưởng, người nói thấy Lý Thu không quan tâm đến họ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta rút đao của mình ra, hướng về phía Phạm Nhược Tuyết, nói bằng tiếng Anh, số 11 người gác đêm hệ Europa, mời chỉ giáo. Phạm Nhược Tuyết nhếch mép không phục, cô nhìn Trương Văn Hà một cái, Trương Vãn Hà ngoác miệng cười, giết. Hai chọi sáu, họ lại chọn chủ động tấn công. Chiến trường chính phía siêu cấp lúc này đã thay đổi hoàn toàn, nhìn Ellen Hibbert đang khởi động tần tử cuồng dũng, Lê Văn Vân vẫn không nể sợ, cả người anh vút lên, phá không xoay vòng, chém xuống phía Giản Hưng và Lục Khiêm còn lại. Lục Khiêm và Giản Hưng ở tình huống không thể đối diện với Lê Văn Vân, chỉ có thể chống cự. chương 854 trọi 1 Trải qua, Lê Văn Vân cười nói, trải qua thì được quyền phản bội đồng liêu, hợp tác với Hồng Nguyệt mà hãm hại đồng liêu ư ba năm trước ba bên các người hợp tác rằng bẫy muốn hại chết chúng tôi không ngờ tôi sống sót thoát ra đúng không lê văn vân cười khẩy thanh đạo dài mạnh mẽ chém xuống chỉ với cái vẻ này mà cũng xứng bàn lựa chọn với tôi các người chỉ là đám chủ nghĩa lợi ký kinh tởm mà thôi lê văn vân cười khẩy đạo trong tay vẫn chém xuống đều đều elon hubert cảm giác từng nhát chém của anh càng lúc càng nặng nề như sóng vỗ vậy càng vỗ càng cao Lúc Lê Văn Vân chém đến nhất thứ sáu, Ellen Hubert cảm thấy năng lượng của mình tập trung lại, huyệt giữa ngón cái và ngón trỏ rung mạnh, cả người quỳ xuống đất, phun một ngụm máu tươi ra. Điệp, Điệp lang đao pháp, sao cậu lại biết đao pháp này? Sắc mặt ông ta khó coi. Đây là tuyệt kỹ của Trác Nhất Minh, cũng chỉ có Trác Nhất Minh biết xài, ông ta không ngờ Lê Văn Vân lại sử dụng đao pháp này ngay lúc này. Chết đi, Lê Văn Vân gần một tiếng, nhất thứ bảy cũng chém xuống. Bộp, đạo vô danh chém xuống, đất dưới chân họ là một con đường nhựa giờ đây đã nứt toạc một đường thật dài. Xoạt xoạt, đồng thời, hai thanh đao trong tay Ellen Hubert lìa làm đôi, đao đặc chế của người gác đêm bị một đạo của Lê Văn Vân chém đứt. Chết đi, ánh sáng lạnh sắt lóe lên trong mắt Lê Văn Vân, trường đao chém xuống, kéo rách luôn cổ họng của Hubert. Người gác đêm hệ Europa, hạng 6 của thiên bảng Ellen Hubert tử vong ánh mắt của lê văn vân chậm rãi nhìn sang giản hưng và lục khiêm khóe miệng ngoác ra đến các người rồi ánh mắt anh nhìn thẳng giản hưng và lục khiêm chính xác mà nói là nhìn vào giản hưng mỗi một số không người gác đêm đều có nhiệm vụ chính là giết chết anh là phản đồ của người gác đêm hoa hệ hôm nay anh cũng tới ngày tàn rồi lê văn vân lạnh lùng nói giản hưng vừa chống đỡ đạo phá không vừa cắn răng nói lê văn vân anh không thể giết tôi ha ha Lê Văn Vân cười nhẹ một tiếng, đạo vô danh trong tay lật ngang lại, ánh mặt trời chiếu lên đó một đường ánh sáng mờ, anh lạnh lùng nói, không thể giết anh, trước kia anh cứ trốn chui nhủi, biệt danh ẩn giả, anh nói xem anh muốn trốn thì trốn đàng hoàng vào, bây giờ ló đầu ra tác oai tác quái thì khác gì tự tìm chết. Ông già kia cũng không mong cậu giết tôi, giản hưng cắn răng nói, tên anh ở người gác đêm đã ộ uế lắm rồi, Lê Văn Vân nói, nói rồi anh cầm chắc thanh đao trong tay. Kết thúc rồi, ngay lúc này, một giọng nói vang lên, đồng thời một bóng người cũng nhanh chóng đáp xuống nóc nhà bên cạnh Lê Văn Vân, chính là Hotzis. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 851, khát vọng sống sót của Bùi Ninh Tùng Lê Văn Vân nhìn Hotzis, giọng điệu chắc nịch. Hotzis biết tính cách của Lê Văn Vân, nếu ông ta thật sự muốn ngăn cản, rất có khả năng Lê Văn Vân sẽ liều mạng với ông ta. Tất nhiên là ông ta không sợ rồi đúng lúc này Minh Sùng cũng nhảy xuống. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, cao mày nói: Lê Văn Vân, cậu hãy giao giản hưng cho tôi, tôi sẽ dẫn anh ta đi gặp lão già kia. Cậu đã không còn là người gác đêm nữa, nên không có nghĩa vụ phải giết giản hưng. Hơn nữa dù gì giản hưng cũng được chắc nhất mình nuôi dưỡng, nên chắc nhất mình có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta. Lê Văn Vân cao mày nhìn Minh Sùng, rồi gật đầu đáp được thôi. Anh cũng muốn quản hai người này à? Sứt lời. Lê Văn Vân chỉ về phía Lục Khiêm và Bùi Ninh Tùng. Bây giờ Bùi Ninh Tùng vẫn đang bị Hoàng Thi Kỳ áp chế một cách khắt gao, nên vẻ mặt sốt sắng và tuyệt vọng. Ông ta biết, có lẽ hôm nay ông ta sẽ phải bỏ mạng tại đây. Không phải là vì bọn họ đã đánh giá thấp Lê Văn Vân. Mà là tốc độ tiến bộ của Lê Văn Vân đã khiến ông ta thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Ông ta hơi không cam tâm, muốn trốn đi, bởi vì ông ta sợ chết, ông ta đã trốn đông tránh tây nhiều năm như vậy, Ai rẻ bây giờ lại chết tại đây, nên ông ta không cam tâm. Hotzis, cứu tôi với. Ông ta bỗng nhìn về phía Hotzis, đỏ mắt, nếu ông cứu tôi, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của ông. Hotzis nghe xong thì ánh mắt dao động kịch liệt, bỗng liếc nhìn về phía Bùi Nghinh Tùng. Đúng vậy, chỉ cần ông đồng ý cứu tôi, tôi sẽ đưa cho toàn bộ xương cốt mà ông có thể dùng ở trong tay tôi, ít nhất là 15 khúc. Bùi Nghinh Tùng vội nói. Ngoài việc ám sát người của Hồng Nguyệt còn thu thập đủ loại xương cốt, nhiều năm như vậy, quả thật bọn họ đã tích trữ không ít. Nói thật Hotsis có hơi động lòng, vì một số lý do ông ta không thể nào rời khỏi thành phố, nên không thể tự mình đi tìm khúc xương, mỗi lần tìm được một khúc là chuyện vô cùng hiếm đối với ông ta. Nên sức hấp dẫn của 15 khúc xương là quá lớn. Lê Văn Vân đi tới trước mặt Giản Hưng, bây giờ Giản Hưng đã cất con dao đi, bởi vì anh ta biết có đánh tiếp cũng vô ích thôi bây giờ chúng ta có thể trò chuyện rồi anh ta bình tĩnh nhìn lê văn vân nói ai muốn nói chuyện với anh lê văn vân cười khẩy dứt khoát đánh vào gáy giản hưng mắt giản hưng nhất thời tối sầm lại bị lê văn vân đánh ngất tại chỗ anh túm lấy giản hưng ném thẳng cho minh sùng nói coi như tôi trả lại ân tình cho lão già tôi cũng nói như vậy với ông ta à minh sùng hỏi lê văn vân cau mày gật đầu đáp đúng vậy anh cứ nói như vậy với ông ta là được Lê Văn Vân lại rời mắt nhìn Lục Khiêm. Lục Khiêm đứng ở đó, bây giờ ngay cả dũng khí để ra tay ông ta cũng không có. Ông ta mong ngóng nhìn Hotzis nói, "Thành chủ, cứu chúng tôi với, Bùi Ninh Tùng không lừa ông đâu, ông phải biết rằng trong tay ông ta có thứ mà ông mong muốn." Hotzis cau mày, nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân hờ hững nói, "Ông có thể ra tay, hoặc lôi kéo toàn bộ người trong tòa thành của ông đến khiêu chiến với tôi, nhưng chỉ có một kết quả, đó chính là giữa ông và tôi." không chết không ngừng. Khóe miệng của Hotzis khẽ co giật, nhìn về phía Minh Sùng ở bên cạnh, phát hiện Minh Sùng cũng không có ý định lên tiếng, nên thở dài một hơi, từ từ quay lưng lại. Hotzis chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Lục Khiêm đã nguội lạnh. Phập. Đúng lúc này, Lê Văn Vân bỗng đi tới trước mặt ông ta, đao vô danh đã đâm xuyên qua ngực ông ta, chết trong một nhát. Hôm nay, ba tên siêu cấp đã chết trận đây là lần đầu tiên trong lịch sử của khu tội ác. Bịch, cùng lúc đó, ở phía trên, Bùi Ninh Tùng đã dây dưa với Hoàng Thi Kỳ một hồi lâu, cuối cùng cũng không trụ được nữa, bị Hoàng Thi Kỳ đá rơi xuống lầu. Ông ta phun ra một ngụm máu, vội vàng bò dậy, quỳ trước mặt Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, cậu hãy tha mạng cho tôi đi, trong tay tôi có rất nhiều khúc xương, chỉ cần cậu hấp thụ, chắc chắn sẽ vượt qua trác nhất minh, hơn nữa trận chiến vào ba năm trước cũng là do đem chỉ đạo, tôi chỉ. Đem chỉ đạo ư, ông nói rõ ra xem nào." Lê Văn Vân hờ hững nhìn ông ta hỏi. "Đem rất lợi hại, vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Ông ta là ngôi sao sáng đời đầu tiên của người gác đêm các cậu, nhưng con người dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại thời gian. Đem già rồi, bắt đầu cầm dao cũng cảm thấy khó khăn, nên ông ta bắt đầu tìm kiếm một số phương pháp để kéo dài mạng sống của mình." Để sống tiếp, Bùi Nghênh Tùng quyết định nói ra sự thật vội vàng nói, đúng lúc trong hồng nguyệt của chúng tôi có một phương pháp, nhưng chúng tôi ít khi đích thân sử dụng, đó là liên tục tiến hành đổi máu với thiên tài võ đạo, để kéo dài tính mạng, ở một mức độ nào đó cũng có thể đổi lấy thiên phú của bọn họ. Đem đã hợp tác với chúng tôi nhiều năm, mà trong mấy năm nay, cậu là người sáng chói nhất. Nếu cậu giết tôi, chẳng khác nào đang hủy diệt hồng nguyệt của chúng tôi. Đem coi trọng thiên phú của cậu, nên chúng tôi buộc phải trừ khử cậu, rồi bắt tay với Lâm Thiếu Hoa, ném ra mồi câu cá để người gác đêm biết, còn đem sẽ làm nội ứng. Bùi Ninh Tùng vội giải thích. Bây giờ Lê Văn Vân mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Không biết đem và Hồng Nguyệt đã hợp tác bao nhiêu năm rồi, sở dĩ Hồng Nguyệt có thể an toàn rút lui nhiều lần là vì đem đã làm nội ứng cho bọn họ, cho nên bọn họ có thể nhận được một số tin tức từ người gác đêm. Ông ta coi trọng thiên phú của Lê Văn Vân, nên mục tiêu của ông ta là Lê Văn Vân nhưng cuối cùng người bỏ mạng lại là anh em của lê văn vân rốt cuộc chiếc hộp đó là thứ gì lê văn vân lại hỏi ban đầu mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ chính là chiếc hộp sát hình chữ nhật đó đó là tín hiệu về chủ cứ qua một khoảng thời gian bọn họ sẽ gửi tín hiệu như vậy cho chúng tôi có lúc chúng tôi có thể nhận được nhưng cũng có lúc không thể nhận được bùi nghênh tùng vội nói lê văn vân nhíu chặt mày trong tay anh cũng có một chiếc hộp như vậy anh đã lấy được từ nhà họ vương Ông có thể phiên dịch không?" Lê Văn Vân hỏi tiếp. Bùi Ninh Tùng ngừng một lát rồi vội đáp, "Tôi có thể phiên dịch nhưng phải mất rất nhiều thời gian mới được. Nếu cậu tha mạng cho tôi thì tôi tình nguyện phiên dịch giúp cậu." Bây giờ ông ta chỉ cần sống sót, còn sống như thế nào thì không quan trọng, miễn sao có thể sống sót là được. Ông có dịch hay không cũng không quan trọng. Lê Văn Vân bĩu môi, từ từ nâng thanh đao trong tay lên. "Lê Văn Vân, tha mạng, cậu giữ lại tôi vẫn còn tác dụng rất lớn." Tôi là người đứng đầu của Hồng Nguyệt, tôi có thể làm chứng cho cậu, chứng minh đem đang hợp tác với chúng tôi, để cậu có cơ hội quang minh chính đại đi đối phó với đem. Bùi Nginh Tùng vội nói. Lê Văn Vân từ từ hạ thanh đao xuống. Anh không thể không thừa nhận Bùi Nginh Tùng nói rất có lý. Ông ta là người đứng đầu Hồng Nguyệt, bây giờ đã bị mình bắt lại, nếu ông ta đồng ý tố cáo đem, thì anh sẽ có lý do quang minh chính đại để đối phó với đem. Hoàng Thi Kỳ vội nói, Lê Văn Vân tên này rất gian xảo. Lê Văn Vân từ từ hạ thanh đao xuống. Nhưng cuối cùng người bỏ mạng lại là anh em của Lê Văn Vân. Anh không thể không thừa nhận Bùi Ninh Tùng nói rất có lý. Bịch, Lê Văn Vân dứt khoát đánh Bùi Ninh Tùng ngất xỉu, rồi ném cho Minh Sùng nói, anh Minh, anh cũng canh chừng người này luôn đi, khi nào rời đi, tôi sẽ dẫn ông ta theo. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra, anh lấy điện thoại ra bấm số của cố bạch. Nửa tiếng sau, trong toàn bộ khu Bắc vang lên một giọng nói. Các anh em, Lục Khiêm đã chết trong tay tôi, kể từ hôm nay đạo Ba tôi sẽ trở thành thánh chủ khu Bắc. Chương 852, quả nhiên không hổ là anh ấy. Đúng vậy, Đạo Ba đã tiếp nhận thành quả thắng lợi này, bây giờ anh ta đã bị đẩy lên mũi sao, rất nhiều người đều cho rằng anh ta là siêu cấp, ra khỏi thành phố này, chỉ cần Hotxi không tuyên bố ra bên ngoài thì bên phía Lê Văn Vân lại có thêm một siêu cấp. Điều này càng khiến người khác kiêng kỵ hơn, cộng thêm Lê Văn Vân không thích quản lý nhiều người như vậy, nên giao cho Đào Ba là tốt nhất. Sau khi kết thúc mọi việc, anh liền thông báo cho Đào Ba đến đây hái quả, Cố Bạch và Trần Tiêu lái một chiếc xe chở Đào Ba đi dạo khắp đường phố, rồi Đào Ba lao thẳng vào trang viên của Lục Khiêm. Trong mỗi trang viên của Thánh chủ đều có một hệ thống phát thanh trong toàn bộ khu vực, tất nhiên trong trang viên của Lục Khiêm sẽ là khu bắc. Lục Khiêm đã chết trong tay của tôi kể từ hôm nay đao ba tôi sẽ là thánh chủ khu bắc bây giờ người của lục khiêm có thể bỏ dao xuống rồi ai bỏ vũ khí xuống thì người đó sẽ không bị giết rất nhiều người đều nghe thấy những lời này trên sân thượng trên quần áo của phạm nhược tuyết có vết máu dưới sàn là sáu tên người gác đêm đến từ europa đã thiệt mạng tại đây trên mặt cô không hề có vẻ đồng cảm lúc nghe thấy giọng nói của đao ba phát ra từ trong loa trên mặt phạm nhược tuyết liền nở nụ cười kết thúc rồi lý thu cất khẩu súng trong tay dường như chợt nghĩ tới điều gì đó nên rút con dao trên lưng ra chỉ xéo lên trời lẩm bẩm đường đường còn thiếu một bước nữa thôi tâm trạng của phạm nhược tuyết và trương văn hà hơi trùng xuống đồng thời cũng rút dao ra chỉ xéo lên trời đi thôi chúng ta đi tìm mấy người lê văn vân thôi sau một hồi im lặng phạm nhược tuyết cất dao đi nói ở bên khác mấy người lâm khả hân và lâm trí viễn nghe thấy những lời này thật ra bọn họ đã nhìn thấy tình hình cụ thể bằng ống nhòm rồi quả nhiên không hổ là anh ấy chu linh linh hưng phấn nói nhưng vừa dứt lời vẻ mặt của cô ta lại trở nên hơi cô đơn sao thế lâm khả hân nhìn cô ta hỏi lúc trước anh ấy nói sau khi xử lý xong chuyện ở đây sẽ rời khỏi thành phố này chu linh linh hơi cô đơn nói có lẽ ở thành phố này cũng chỉ có anh ấy và hotis là thích đến thì thích thích đi thì đi nghe chu linh linh nói thế Lâm Khả Hân cũng im lặng, một lúc sau, cô ta mới cố gắng nở nụ cười nói, chúng ta đi tới khu dân nghèo đợi anh ấy đi. chương 853, anh không chở xác chết đi tuần tra hà. Anh ta luôn có một lòng tin xuất phát từ bản năng đối với Lê Văn Vân. Mặc dù anh là người thần bí, nhưng lòng tin đó giống như trực giác vậy. Sau khi mọi người rời đi, Lê Văn Vân ngồi xuống sân thượng, không biết lấy đâu ra một bao thuốc, tự châm một điếu rồi đưa lên miệng anh cũng không hút mà cứ để điếu thuốc tự cháy như vậy. Đây là điều mà đường đường thích làm sau mỗi trận chiến, dù ở nơi đâu, chỉ cần bọn họ chiến thắng, anh ấy sẽ ở hiện trường trận chiến, ngậm điếu thuốc trong miệng, rồi cun ngầu để điếu thuốc cháy một cách tự nhiên. Đến khi miệng bị bỏng, anh ấy mới vứt điếu thuốc đi, rồi châm điếu thứ hai. Bởi vì anh ấy cảm thấy chuyện này cực kỳ cun ngầu. Hoàng Thi Kỳ ngồi xuống cạnh Lê Văn Vân, hai chân khẽ đung đưa, cười tâu tuyết hỏi, Lê Văn Vân, vẫn còn thiếu một bước nữa, có lời tố cáo của Bùi Ninh Tùng, cộng thêm Doãn Thi Đan làm nhân chứng thì chúng ta có thể giành chính ngôn thuận đi khiêu chiến với Đem rồi. Như vậy chúng ta có thể quay về người gác đêm rồi đúng không? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Ai mà biết, Lê Văn Vân cười tự giễu. Vậy sau khi giết chết Đem, báo thù cho Đường Đường, chúng ta sẽ làm gì? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Lê Văn Vân im lặng, nhìn lên bầu trời lẩm bẩm, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Bây giờ chúng ta đều là siêu cấp, phải gánh vác trách nhiệm siêu cấp. Chiến tranh sắp bùng nổ rồi, mặc dù lần này lão già kia không chống lại tất cả vì tôi, nhưng... Đã đến lúc chúng ta phải chống lại tất cả vì ông ta rồi, chúng ta thật sự không thể để ông ta vung dao như vậy. Ông ta đã già rồi, tôi nghĩ ông ta nên quay về Yên Kinh, tìm mấy ông bạn cũng nhàn rỗi chơi mặt trược hay nhảy múa ở quảng trường gì đấy. Hoàng Thị Kỳ che miệng cười khúc khích nói, không biết chúng ta có quay về được không? Ai mà biết, bây giờ tôi đã bị bọn họ phát huyết sắc lệnh rồi. Lê Văn Vân châm chọc, ném điếu thuốc đi, rồi tiếp tục chấm điểu khác. Sau đó, anh nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, tổng cộng có bốn tiếng anh không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám người Lý Thu và Cố Bạch đã đi tới đây. chương 854, anh đừng nghĩ nhiều quá. Trên sân thượng tòa nhà cao tầng ở khu Bắc, sáu người đang ngồi ở đấy. Anh đừng nghĩ nhiều quá, Cổ bạch vỗ vai Lê Văn Vân vai nói, ngộ nhớ anh đi qua đó rồi quên mất chúng tôi, đến lúc đó lại đi ở rể nhà người ta, tiếp tục bị bắt nạt trong 3 năm nữa thì sao? Lê Văn Vân đen mặt. Chuyện anh ở rể 3 năm luôn trở thành thứ bị bọn họ trêu chọc. Lúc Lý Thu nghe cố bạch nhắc đến chuyện này thì cười hì hì nói, không nói tới những chuyện khác, mà chỉ dựa vào chuyện lão đại của chúng ta làm chồng 3 năm, kết quả ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Tôi thật sự chịu thua rồi, phải là định lực mạnh đến cỡ nào mới có thể điềm tĩnh như vậy, hơn nữa tôi thấy người phụ nữ đó còn rất xinh đẹp. Cổ bạch nghe xong thì sắc mặt thay đổi nói, lão đại, chẳng lẽ anh héo rồi ư, nếu không thì để bác sĩ phạm khám cho anh thử. Khám cái đầu anh, Lê Văn Vân xa sầm mặt. Trương Văn Hà đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng nói, hình như các anh đã quên mất, cuối cùng là người ta chê bai, đòi ly hôn với lão đại của chúng ta, hơn nữa lão đại còn bị cắm sừng. Hai, càng nghĩ càng thảm mà. Bên cạnh, trên gương mặt lạnh như băng của Phạm Nhược Tuyết cũng không khỏi hiện lên ý cười. Lê Văn Vân sa sầm mặt nói, Thi Kỳ, lúc trước khi tôi chưa khôi phục được chân khí, ngày nào ba người này cũng bắt nạt, đánh tôi gần chết. Cô nhìn mấy vết thương vẫn còn chưa lành trên người tôi đi, thật ra đều do bọn họ đánh cả. Hoàng Thi Kỳ sáng mắt lên nói, thôi được rồi, nếu anh đã căn dặn như vậy, tất nhiên tôi sẽ làm theo lời anh nói. Lê Văn Vân, mẹ kiếp anh không được lấy việc công trả thù riêng lý thu chửi ầm lên hình như tối nay tôi còn có việc nên đi trước đây cố bạch nói nhắc mới nhớ lần này tới thành phố này lâu như vậy nhưng tôi vẫn chưa kịp cảm nhận phong thổ của các em gái ở đây tôi phải đi đến khu tây để chọn mấy em đây hoàng thi kỳ nhanh chóng túm lấy cố bạch nói lâu ngày không gặp anh vẫn háo sắc sằng bậy như vậy tôi chợt nhớ ra trước đây anh cũng chọc ghẹo tôi như thế chị gái à chuyện đã xảy ra từ mùa quyết năm nào rồi, chúng ta có thể quên đi được không? Cố bạch tái mặt nói. Dưới tiếng cười nói vui vẻ ầm ý của bọn họ, tâm trạng của Lê Văn Vân đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh đứng dậy nói, chúng ta quay về thôi, cứ giao hết chuyện khắc phục hậu quả ở bên này cho đao ba đi. Bác sĩ Phạm, anh muốn ăn thịt kho tàu. Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, gật đầu nói, tối nay em sẽ nấu một bữa thịnh soạn, coi như ăn mừng. Đám người cười nói đi xuống lầu. Lúc này, mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người đao ba, bởi vì Lê Văn Vân đã che giấu công lao và tên tuổi của mình. Tất nhiên mấy thế lực lớn ở khu tội ác chạy đến xem trận chiến đều biết rõ, rốt cuộc trong trận chiến lần này, Lê Văn Vân đã đáng sợ đến nhường nào. Cứ cách 5 năm, anh lại đến thành phố này một lần, tiếp tục để lại ấn tượng khó phai trong lòng mọi người. Đám người Lê Văn Vân quay về nơi ở, phát hiện đám người Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đều đang ở đây ngoài ra còn có Lâm Trí Viễn và một người đàn ông trung niên cũng khá điển trai. Sau khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân quay về, Lâm Trí Viễn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, không giống như lần đầu tiên gặp mặt Lê Văn Vân, bây giờ ông ta có hơi lo lắng, như đang sợ hãi. chương 855, cậu có muốn tôi bói cho cậu một quẻ không? Chúng tôi có 451 người, trong đó có 12 đỉnh cấp. Tôi là người đứng thứ 8 trong địa bảng, còn vị này là Chu Diệu Thanh, bố của Chu Linh Linh, đứng thứ 19 trong địa bảng. Là thế lực đứng đầu khu đông, việc sắp xếp này thật sự khá xa xỉ, cộng thêm Lý Tương Vũ đứng thứ 9 trong địa bảng ở khu bắc. Bây giờ trong tay Lê Văn Vân chẳng hề thiếu cao thủ. Anh gật đầu nói, được, ông hãy đến khu bắc nói chuyện với Đào Ba đi, hoặc ngày mai lại tới đây, tôi sẽ gọi Đào Ba tới để cùng nhau bàn bạc. Vậy chúng tôi không làm phiền cậu nữa, ngày mai tôi lại tới tìm các cậu lâm trí viễn nghe ra bây giờ lê văn vân không muốn nói đến mấy chuyện này nên vội đáp lâm khả hân và chu linh linh đứng bên cạnh bĩu môi bọn họ nhìn lê văn vân định nói gì đó nhưng đã bị lâm trí viễn và chu diệu thanh kéo đi sau khi mọi người rời đi cố bạch đóng cửa lại phạm nhược tuyết và trương vãn hà chạy vào bếp bắt đầu bận rộn mấy người liễu ngọc đã nghe thấy tin tức đám người lê văn vân chiến thắng từ chỗ của lâm khả hân bây giờ liễu ngọc đang vui mừng khôn xiết Nhìn Lê Văn Vân hỏi, "Bây giờ chúng ta có thể quay về Lâm Hải rồi đúng không?" Lê Văn Vân xoa đầu Liễu Ngọc nói, "Ừm, um, nhưng phải đợi mấy ngày nữa đã, bên này chúng ta cần phải chuẩn bị một chút rồi mới rời đi. Chúng ta sẽ đi Europa trước, rồi bên đó sẽ đưa em quay về Lâm Hải." Trên mặt Liễu Ngọc bỗng nở nụ cười. Cô ấy không thích thành phố này, cũng không thích hợp để sống ở đây. Cô ấy là người bình thường, sống cuộc sống đi làm và tan làm. Mua sắm trên tàu bao và trung tâm thương mại, xem phim truyền hình gì đấy như bao người khác. Mấy chuyện này đều đã trở thành thói quen của cô ấy, không thể nào thay đổi được. Cô ấy mong ngóng ngày quay về, không muốn gia đình phải lo lắng quá nhiều. Nếu chúng ta rời đi bằng thuyền thì phải mất bao lâu? Liễu Ngọc hỏi, hòn đảo này nằm ở Tây Bán Cầu, bởi vì máy bay không thể tới bên này, nên chúng ta chỉ có thể rời đi bằng thuyền, chúng ta sẽ đến Europa trước, có lẽ phải mất tầm 10 ngày sau khi tới bên đó anh sẽ tìm một chiếc máy bay để đưa em quay về lâm hải lê văn vân nói liễu ngọc gật đầu đáp được ba người nhà lại tuấn cũng tràn đầy mong đợi chu linh linh hưng phấn hỏi chúng tôi chúng tôi cũng đến thành phố tên là lâm hải đó đúng không lê văn vân gật đầu đáp vâng nhà gì cũng đi tới lâm hải đi qua bên đó rồi chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau đợi cháu giải quyết xong chuyện ở europa sẽ quay về gặp gì được, vẻ mặt cả nhà tại Tuấn hơi kích động, hình như không kịp chờ đợi. Lê Văn Vân mỉm cười xoa đầu lại dính, đúng lúc này Hoàng Thi Kỳ mới nói, ba người theo tôi ra sân sau đi. Đã ba năm rồi, vậy mà ba người vẫn chưa lọt vào top 10 của người gác đêm. Xem ra sau khi tôi và Lê Văn Vân rời đi, ba người đã lười biếng rồi. Trương Vãn Hà nũng nịu nói, ôi chao, Thị Kỳ, không phải ai cũng có thiên phú mạnh mẽ như cố và lão đại đầu, chúng tôi đã rất cố gắng rồi ba người bớt nói nhảm lại đi, mau đi theo tôi luyện tập. Hoàng Thi Kỳ cười khẩy. Chẳng mấy chốc, trong sân sau đã vang lên tiếng gào thét thảm thiết, như giết heo. Lê Văn Vân đi ra ban công tầng 2 ngồi xuống, bên kia đường, lão già bịp bợp đã bày sạc ở đó, ông ta vẫn đeo kính dâm, vẫy tay với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn ông ta, rồi nhảy ra khỏi ban công, ngồi xuống trước mặt ông ta. Cậu có muốn tôi bói cho cậu một quẻ không? lão lừa gạt cười hì hì hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 856, tôi tự có chừng mực. Ông ta bảo hắn dẫn một người ra ngoài ư. Ừ, chuyện này chẳng có gì khó khăn đối với Lê Văn Vân, lần này anh vốn định dẫn thẳng mấy nghìn người ra ngoài, nên thêm hay bớt một người đều không thành vấn đề. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là nghe hàm ý của lão già này, hình như không định ra ngoài cùng mình. Ông không định ra ngoài cùng chúng tôi à? Lê Văn Vân hỏi. Ha ha, lão già bịp bập cười nói, ngoại trừ người sinh ra ở thành phố này thì mấy người khác đến đây đều vì đủ loại lý do. Tôi không muốn ra ngoài, cũng không dám đi ra ngoài, kể cả Doãn Nhu. Cậu đừng tin rằng Doãn Nhu sẽ theo cậu ra ngoài một cách đơn giản như vậy. Tôi biết với thân phận là người gác đêm của cậu, nếu bà ta muốn đi ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ có điều kiện để ràng buộc. Nhưng Lê Văn Vân à, bà ta là siêu cấp, nên không dễ dàng buộc như vậy. Lê Văn Vân sờ mũi nói, tôi tự có chừng mực. Ừm, cậu tự có chừng mực là được, tôi cũng không nói nhiều về vấn đề này nữa. Cậu có đồng ý dẫn chỉ nhu ra ngoài không? Nếu cậu đồng ý cưới con bé thì quá tốt rồi, bằng không, hy vọng cậu dẫn con bé ra ngoài, sắp xếp một công việc hay cho con bé đi học đều được. Ông ta xoa đầu Triệu Chỉ Nhu nói, con bé chỉ mới 17 tuổi, theo lý mà nói nên quen biết với cô bạn thân, đến trường để trải nghiệm cuộc sống đại học chứ không phải ở bên cạnh lão già nát rượu như tôi." Ông nội, Triệu Chỉ Nhu mếu miệng nói, "Muốn đi thì chúng ta cùng đi, nếu ông không muốn rời đi thì cháu cũng không đi." Lão già nhìn Triệu Chỉ Nhu nói, "Chỉ Nhu, cháu hãy nghe lời ông nội, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, thành phố này sẽ không che giấu quá lâu, lúc chiến tranh thật sự nổ ra, thế giới này sẽ không còn nơi nào có thể yên bình." Ông chỉ muốn cháu ra ngoài để cảm nhận cuộc sống bình yên ở bên ngoài trước thôi. Triệu Chỉ nhu im lặng, mếu miệng, nhìn Lê Văn Vân hỏi, anh có đồng ý lấy em không? Em gái à, cô vẫn đang là trẻ vị thành niên đấy. Lê Văn Vân cạn lời, tôi có thể dẫn cô ấy đi, nhưng cưới cô ấy thì thôi đi, cô ấy vẫn còn quá nhỏ. Được, vậy thì cậu hãy dẫn con bé ra ngoài, rồi sắp xếp cho con bé đi xem mắt, tìm một người con trai có điều kiện và nhân phẩm tốt một chút. Lão già nói tiếp, cô ấy chỉ mới 17 tuổi, mà ông nôn nóng làm gì? Lê Văn Vân đen mặt. Chương 857, khi nào cậu đi thì nói cho tôi biết. Dứt lời, ông ta liếc nhìn Lê Văn Vân hỏi, cậu biết lão phu là ai không? Lê Văn Vân đen mặt nói, ông chính là tiến sĩ kia à. Tôi nhớ ông ta là người nước ngoài. Không phải đâu, lão ho khan nói, nhưng lúc đó phòng thí nghiệm của ông ta ở chỗ của chúng tôi, rồi tôi được người gác đêm mời về làm vệ sĩ cho ông ta. Lúc trước, tôi đã tận mắt chứng kiến ông ta rời đi có lẽ cái gọi là thi thể kia là do ông ta để lại, người gác đêm cũng dễ báo cáo kết quả. Sứt lời, ông ta liếm môi nói, giản hưng, cậu có biết không? Bây giờ cậu ta đang làm việc cho người này. Lê Văn Vân hít ngụm khí lạnh. Tin tức này thật sự như một quả bom. Dấu lớn. Tiến sĩ là một thiên tài, cũng có thể gọi là quỷ tài, từng là nhà khoa học của người gác đêm, người đời sau còn gọi ông ta là nhà khoa học biên rồ. Bây giờ rất nhiều thứ trong người gác đêm, kể cả giao tiêu chuẩn và đồ chiến đấu hiện nay của người gác đêm, đều do ông ta phát minh ra. Đồ chiến đấu của người gác đêm có thể phát huy chân khí trong cơ thể lên mức tối đa, còn giao tiêu chuẩn càng là mấu chốt trong mấu chốt. Sau đó, người này đã làm một chuyện cực kỳ đáng sợ, còn cụ thể là chuyện gì thì trên tư liệu của ông ta không có giải thích cặn kẽ. Đó đã là chuyện từ 4-50 năm về trước rồi, lúc đó, chắc nhất mình buộc phải đích thân ra tay, dứt khoát giết chết ông ta rồi tuyên bố ra bên ngoài rằng ông ta đã chết ông ta đang ở đâu làm gì lê văn vân hỏi chuyện này thì tôi không biết lão già nhún vai nói có lẽ trên thế giới này cũng không có ai biết kể cả giản hưng do đó giản hưng đã bị ông ta mê hoặc nên mới phản bội người gác đêm sao lê văn vân híp mắt lại hỏi giản hưng nhiều lần muốn nói chuyện với tôi xem ra vị tiến sĩ kia cũng đang để mắt đến tôi lê văn vân sờ cầm mình nghi ngờ nói có lẽ là vậy lão già cười hì hì nói hơn nữa tôi muốn nhắc nhở cậu nhà khoa học biên rồ này không chỉ lợi hại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là một thiên tài toàn diện kể cả con đường võ đạo thậm chí tôi đã từng cảm thấy ông ta còn mạnh hơn cả trác nhất minh nhưng lúc đó trác nhất minh chém một đao tôi lại cảm thấy không mạnh như vậy cũng chính vì chuyện đó mà tôi bị đày đến thành phố này mấy chục năm rồi lão già thở dài lê văn vân thắc mắc nói cách khác Triệu chỉ nhu được sinh ra ở thành phố này Vậy bố mẹ của cô ấy đâu Bố mẹ của con bé à Lão già cười tự diếu Tôi không biết hắn chết ở nơi nào Nói tóm lại Đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói Cậu hãy giữ kín tin tức này Ở trong lòng đi Ít nhất là bây giờ tiến sĩ kia gần như đã yên tĩnh rồi Lão già nói Bây giờ người của giản hưng và đem Đã trộn lẫn vào nhau rồi Nên tôi lo đem và ông ta cũng đứng về phía nhau đến lúc đó cậu đi tìm đem lại có thêm sự xuất hiện của ông ta sẽ rất rắc rối. Lê Văn Vân từ từ thở ra nói, quả thật tin tức này rất quan trọng đối với tôi, cảm ơn ông. Lão già xua tay, rồi nằm xuống ghế nói, khi nào cậu đi thì nói cho tôi biết. chương 858, chúng ta bắt đầu ăn thôi. Hơn 3.800 người. Lê Văn Vân không khỏi hít ngụm khí lạnh. Con số này thật sự hơi nhiều. Đúng lúc này, đạo ba mím môi nói anh có chắc là muốn dẫn hết đám người này ra ngoài hay không con số này thật sự hơi nhiều liệu hotzis có đồng ý không chuyện này không do hotzis quyết định lê văn vân bình tĩnh nói tôi vẫn chưa nói cho bọn họ biết vì tôi sợ không làm được đến lúc đó tôi sẽ mất hết uy tín đạo ba ho khan lê văn vân gật đầu nói anh làm rất tốt thật ra tôi cũng không nắm chắc là có thể dẫn hết mọi người ra hay không anh không sợ hotzis nhưng hotzis đã ở đây nhiều năm như vậy ông ta quản lý toàn bộ thành phố nên không thể nói trước dưới trướng của ông ta có bao nhiêu sức chiến đấu nếu anh muốn dẫn người đi thì ngày mai phải bàn bạc với hotzis mới được tất nhiên anh vẫn còn một chuyện nữa đó là vấn đề liên quan đến mấy người đột một biến mất khỏi khu tội ác anh nghi ngờ chuyện này giống y như đám người hoàng thị kỳ là do minh sùng đã sắp xếp người dẫn mấy đứa trẻ có thiên phú khá cao đi nhưng hôm đó anh đã đi đến thị trấn nhỏ đấy nhưng không phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ nào. Anh cũng đã hỏi Minh Sùng, nhưng Minh Sùng phủ nhận chuyện này. Như vậy, chỉ có một mình Hot Seas là biết chuyện này. Còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ xuất phát, đúng lúc này, Trần Tiêu hơi nóng lòng hỏi. Ông ta đã đợi báo thù 20 năm rồi. Bây giờ chuyện ở bên này đã được xử lý ổn thỏa rồi, tất nhiên ông ta nóng lòng muốn rời khỏi đây, để chạy đến Europa chém đem. Đợi vài ngày nữa đi. Chúng ta phải bàn bạc kỹ càng về chuyện này, ông đã đợi 20 năm rồi, nên đợi thêm một hai ngày nữa cũng chẳng sao." Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Trần Tiêu gật đầu đáp, "Ừm. Um. Chúng ta hãy nếm thử chai rượu vang này trước đã, tôi thấy ông ta giấu nó ở nơi cao nhất, nên đoán đây là chai rượu ngon." Đạo Ba ngồi bên cạnh liếm môi nói. Lê Văn Vân mỉm cười, Phạm Nhược Tuyết đi vào phòng lấy mấy chiếc ly ra, rót cho mỗi người một ly sau khi rót đầy mọi người cùng nâng ly lên nói chúc mừng chúng ta đã chiến thắng trong trận này mọi người đều giơ ly lên chúng ta bắt đầu ăn thôi lê văn vân cười nói cốc 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 đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cố bạch đứng dậy chạy tới mở cửa phát hiện quản gia nhà hot Seas đang đứng ở cửa chắp tay ra sau thấy đám người lê văn vân đang dùng bữa thì khẽ cúi người nói chào mọi người ông chủ của chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc tại nhà để chúc mừng chiến thắng lần này của mọi người, cậu Minh và bà Doãn Nhu cũng đang ở đấy. Lê Văn Vân nhìn một bàn thức ăn, rồi lại nhìn Phạm Nhược Tuyết. Chúng ta vốn có việc tìm hot cheese, nên cứ qua đó trước đi. Xuất lời, anh nhìn lại Tuấn và Chu Linh nói, Di Chu, chú gì và nha đầu cứ ăn trước đi, ăn xong thì cất vào tủ lạnh. Đợi tụi cháu quay về hâm nóng lại một lát, coi như ăn bữa khuya. Đạo Ba Ho Khan nói, Vậy các anh cứ đi đi, tôi không đi đâu." Lê Văn Vân nhìn anh ta, gật đầu đáp được. "Tôi cũng không thích tiếp xúc với người như vậy." Trần Tiêu cũng lên tiếng. suốt lời, ánh mắt của ông ta lại dán vào chai rượu vang trước mặt, có lẽ mùi rượu vang đã khiến ông ta khá thỏa mãn. Lê Văn Vân đứng dậy nói, "Vậy chúng ta xuất phát thôi." Chương 859, cậu phải lắng nghe. Lê Văn Vân gật đầu, cầm ly rượu trong tay lên nói, "Cái đó trước khi uống cạn ly rượu này tôi muốn đề ra hai yêu cầu dứt lời anh nhìn về phía hotzis nói tất nhiên yêu cầu đầu tiên là chuyện chúng tôi chuẩn bị rời đi rồi dựa theo yêu cầu của anh minh tôi cần phải đánh bại ông mới có thể rời đi nên ông hãy chọn thời gian và địa điểm đi rồi chúng ta sẽ đấu một trận thật ra tôi rất chướng mắt với lối diễn xuất của ông đã sớm muốn đánh với ông một trận rồi hotzis sừng sốt khóe miệng khẽ cong lên nói không cần đâu Cậu đã đạt tới trình độ của tôi rồi, tất nhiên có thể rời khỏi đây. Tôi đã chuẩn bị cano cho cậu rồi, kể cả nhân viên cano, đồ ăn đều đã chuẩn bị sẵn ở trên nó, đảm bảo cậu có thể đến Lâm Hải một cách an toàn. Lê Văn Vân lắc đầu nói, cano thì không đủ đâu. Tôi nhớ ông có hai chiếc du thuyền rất xa hoa, có thể chứa tới hai ba nghìn người đúng không? Hotzis nhất thời ngừng động tác lắc ly rượu, hít mắt nhìn về phía Lê Văn Vân nói, cậu đang có chú ý này ư? Lê Văn Vân khẽ cười đáp, đúng vậy, lần này không chỉ có chúng tôi rời đi, mà còn có gần 4.000 anh em của Minh Giáo, nên tôi muốn mượn hai chiếc du thuyền của ông. Hot nghe đến đây thì sắc mặt hơi thay đổi, Lê Văn Vân, đây là thế giới ngầm, cậu có biết nếu 4.000 người ở thế giới ngầm này xuất hiện trong một thành phố bình thường sẽ xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa thành phố này không có quy tắc, bọn họ. Tôi sẽ tự nghĩ cách để ràng buộc bọn họ, nên ông không cần phải suy nghĩ về vấn đề này lê văn vân nói ông hãy cho cậu ta mượn đi đúng lúc này minh sùng đột ngột lên tiếng hotzis khó hiểu nhìn minh sùng minh sùng thở hắt ra nhìn lê văn vân nói cậu có biết tại sao lần này lão giả chắc nhất minh kia lại không lựa chọn trở mặt với liên hợp quân mà để cậu rời đi hay không tôi không hiểu lê văn vân xua tay nói tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này cậu phải lắng nghe Minh Lùng nói, bởi vì cậu chỉ có thể rời khỏi người gác đêm mới dễ dàng đối phó với đêm hơn. Bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng trực tiếp rồi, Lê Văn Vân hờ hững nói, Bùi Nginh Tùng đã đồng ý ra làm chứng, nên tôi có thể giết chết ông ta một cách giành chính ngôn thuật. Minh Sùng nhíu mày nói, cậu dẫn ra nhiều người như vậy, tôi nói nhiều như vậy, cũng chỉ hy vọng cậu đừng oán hận chắc nhất Minh, có đôi lúc, ở vị trí của ông ta, ông ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ cậu đã đạt tới trình độ của bọn họ rồi, sớm muộn gì người gác đêm cũng sẽ giao lại cho cậu, nên sự ra đi của cậu chỉ là tạm thời mà thôi. Lê Văn Vân nhìn lên Minh Sùng hỏi, anh không đi cùng chúng tôi à? Tôi vốn thuộc về nơi này. Minh Sùng thản nhiên nói, đương nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Lê Văn Vân biết anh ta đang muốn nói gì, gặp lại nhau cũng có nghĩa là lúc chiến tranh bùng nổ lần nữa. chương 860, ba ngày sau gặp, sau khi Hotzis nói xong những lời này, vẻ mặt của ông ta khá bình tĩnh. Ông ta nhấp một ngụm rượu đỏ trên tay và nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng nhàn nhạt, nhạt nói, người mất tích quả thực rất bình thường, nhưng người đó biến mất một cách không thể giải thích được, hơn nữa còn là biến mất trước mặt những người được coi là cao thủ thì chuyện này có chút không bình thường. Cũng chỉ có siêu cấp mới có thể làm được tất cả những chuyện này. Ông nắm trong tay toàn bộ tin tức về khu tội ác tôi nghĩ ông khẳng định sẽ biết chính xác những gì đang xảy ra. Điều này dường như không liên quan gì đến cậu, Hotzis nói. Không liên quan đến tôi, mi mắt Lê Văn Vân hơi giật giật, ý của ông là, chuyện này thật sự liên quan đến ông. Chắc không phải là ông làm đó chứ. Doãn Nhu và Minh Sùng đều nhìn về phía Hotzis. Hotzis khẽ cao mày, sau đó đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, rồi mỉm cười, nhìn về phía Minh Sùng rồi nói, Ngài Minh, tôi thừa nhận chuyện này có liên quan đến tôi. Tôi có lặng lẽ quan sát một số trẻ em trong thành phố này, nếu phát hiện người có thiên phú, tôi sẽ mang chúng về và tự mình bồi dưỡng. Sau này sẽ có ích. Đôi mắt của Minh Sùng hơi nheo lại, anh ta không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nói ông không cần giải thích gì với tôi. Cho nên ông trộm mấy đứa nhỏ đi huấn luyện thành người của chính mình. Lê Văn Vân cười hỏi, điều này có chút không hợp lý, nếu ông muốn người, ở thành phố này tùy tiện nói vài câu, toàn bộ người của thành phố đều sẵn lòng gia nhập với ông. Ông muốn bồi dưỡng con cái nhà bọn họ thành người của mình thì cứ việc tự mình nói một tiếng là xong, có cần phải lén lút như vậy không? Minh Sùng nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, lắc đầu với Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân, chuyện này cậu đừng quan tâm nữa. Lê Văn Vân cau mày. Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng những đứa trẻ đó vẫn ổn. Minh Sùng nói. Lê Văn Vân lúc này mới chú ý tới khóe miệng hot hơi giật giật, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đánh giá từ những lời của Minh Sùng, anh dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra. Lê Văn Vân đã từng đề cập đến chuyện này với anh ta trước đây, nhưng lúc ấy Minh Sùng tỏ vẻ rằng anh ta hoàn toàn không biết điều đó, bây giờ nhìn bộ dạng của anh ta, có lẽ trong khoảng thời gian này anh ta đã biết rồi. Trên thực tế, Lê Văn Vân chưa bao giờ hiểu rõ thân phận thực sự của Minh Sùng. Nếu anh ta là người gác đêm số 1, cho dù anh ta là siêu cấp thì cũng không nên khiến Hot Seas kiêng rẻ như vậy. Sau đó mới phát hiện ra rằng đó chính là con át chủ bài của nhóm người được gọi là người gác đêm ẩn náu trong bóng tối. Nhưng Lê Văn Vân cũng cho rằng không có khả năng xảy ra, đây là khu tội ác, nếu Hot Seas thực sự hô hào thì không biết có bao nhiêu người trong thành phố này sẵn sàng hưởng ứng đi theo ông ta. Sự tồn tại của Hot là một sự tồn tại tương đối đặc biệt. Một mặt, sự tồn tại của ông ta hạn chế thành phố, ở một mức độ nhất định ông ta là đồng minh của người gác đêm nhưng mặt khác nếu ông ta đem một đám người lớn như vậy ra khỏi khu tội ác vậy thế lực này thậm chí còn có thể không thua kém gì người gác đêm sự hiểu biết về thành phố này thật ra lê văn vân cũng không có quá nhiều nhưng bây giờ minh sùng đã lên tiếng rồi anh không thể nói thêm gì nữa anh thở dài nói được rồi nhưng dù thế nào đi nữa tôi đã hứa với một người là ông sẽ thả đứa trẻ ra cho dù ông muốn bồi dưỡng nó cho bản thân thì cũng phải cho người nói một tiếng mới được. Gần đây chỉ có một người, tên là Tiểu Vũ, là con gái của Julissa, đúng không? Hotzis hỏi. Lê Văn Vân sững sờ, anh nở nụ cười như có như không mà liếc nhìn Hotzis. Quả nhiên, mọi hành động của tôi trong thành phố này đều nằm trong tầm ngắm của ông. Không phải như vậy, Hotzis nói. Cậu ở thành phố này, tôi chưa từng để ý đến cậu. Chỉ là người mà tôi kéo đến bồi dưỡng cũng không nhiều lắm, mấy tháng gần đây cũng chỉ có một người như vậy. Đối với lời nói của ông ta, Lê Văn Vân từ chối cho ý kiến, cũng chẳng tin tưởng gì cho lắm, chỉ xua tay nói, nhớ kỹ là tốt. Hotzis nói, tôi sẽ đích thân đưa tiểu Vũ tới cửa để nói rõ với cô ta vào buổi tối. Đã vậy thì nâng ly chúc mừng, Lê Văn Vân mỉm cười gật đầu. Mọi người cùng nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên. Lê Văn Vân và Hotzis chạm ly. Từ trước đến giờ anh vẫn không nhìn thấu người đàn ông này. Bây giờ có lẽ anh đã ở cùng cấp độ với ông ta, nhưng Hotzis đã ở cấp độ này quá lâu. Ông ta đã ở trong thành phố này quá lâu. Về bí mật của thành phố, bí mật của người đàn ông này, e rằng không có ai trong thế giới này biết ngoại trừ những người kia. Bữa tiệc ăn mừng này diễn ra tốt đẹp. Lê Văn Vân và những người khác ăn uống thỏa sức. Khi đang ăn tráng miệng, Hotzis bất ngờ nhìn về phía Lê Văn Vân và nói: Thành thật mà nói thiên phú của cậu chỉ đứng sau Trác Nhất Minh trong số những người tôi đã gặp trong đời. Trác Nhất Minh, Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi, ông ấy đạt được siêu cấp ở tuổi rất trẻ sao? Đó không phải là vấn đề trẻ hay không trẻ. Hotzis như đang lâm vào trong ký ức, tôi chỉ nhớ lần đầu tiên gặp ông ấy, ông ấy là một người nông dân chăn lợn ở quê. Sau đó vì chiến tranh lan đến thôn trang của họ, ông ấy mới cầm dao giết lợn lên. Sau đó ông ấy thăng tiến như vậy và trở thành thủ lĩnh của người gác đêm Hoa Hệ cho đến tận bây giờ. Hotzis muốn nói thêm nhưng Minh Sùng lại ho khan một tiếng, thế nên ông ta không nhiều lời nữa. Lê Văn Vân tò mò muốn hỏi thêm, kể cả Cố Bạch và những người khác cũng mang vẻ mặt tò mò, nhưng dù họ có hỏi thế nào, Hotzis cũng chẳng muốn tiết lộ gì thêm. Bữa tối tiếp tục cho đến khoảng 10 giờ, mấy người Lê Văn Vân mới đứng dậy chào tạm biệt. Tại lối vào của trang viên, Doãn Nhu nhìn Lê Văn Vân và nói, "Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở bến tàu sau 3 ngày nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là một trong những thành viên trong tiểu đội của cậu." Lê Văn Vân nhìn bà ta, cười nói, "Tiểu đội, hiện tại tôi không có bất kỳ đội nào rồi, nhưng có lẽ sau này sẽ có, không ai nói trước được." 3 ngày nữa gặp lại, Doãn Nhu cười khẽ, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Rời khỏi thành phố này, đối với bà ta mà nói, Thật sự khiến bà ta cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Trên đường trở về nhà của Lại Tuấn, Lê Văn Vân nhận được điện thoại từ Julissa, Hotzis thân đưa tiểu Vũ đến đó, sau đó giải thích tình hình cho chị ta. Julissa đặc biệt gọi điện để cảm ơn anh. Rõ ràng, khi Hotzis đưa đứa trẻ đến, ông ta đã nhắc đến tên của anh. Lê Văn Vân chỉ hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Trở về nhà, anh phát hiện mấy người đao ba vẫn chưa rời đi rõ ràng là Đao Ba cũng đang đợi tin tức từ Lê Văn Vân. Nhìn thấy Lê Văn Vân và những người khác trở lại, Đao Ba nhanh chóng chào hỏi anh và hỏi mọi việc thế nào. Khởi hành trong ba ngày sau, hai du thuyền, anh có thể thông báo cho người của Minh Giáo rồi. Lê Văn Vân nói, Đao Ba sung sướng, bên cạnh, hốc mắt của Trần Tiêu cũng đột nhiên đỏ lên. 20 năm rồi, anh ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi thành phố này, hy vọng trả thù không còn xa nữa audio điện tử võ tấn bền hết chương 860